Thì khi đó thì em có yêu một bạn học cùng khoa luôn. Đến gần năm cuối á, thì em nhận được tin là bạn ấy bị bệnh và mất. Ủa là sao mà bệnh gì mà mất nhanh vậy em? Là trong lúc thời gian 4 năm quen thì mình họ là không có phát hiện bệnh gì hết. Lúc đó thì em không có phát hiện được, có thể là bạn đó không có nói. Và sau đó thì em mới nghe mấy bạn bè nói là bạn nó bị tim. Trong lúc mà em Và bây giờ thì bạn nam và bạn nữ đã vào vị trí của mình rồi. Chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu bản thân nha. Rồi mời bạn trai giới thiệu trước. Mình tên là gì? Dạ, em chào chị Cát Tường và bạn cùng chơi. Em tên là Đỗ Xuân Vinh. Năm nay em 39 tuổi. Hiện em đang là giảng viên tiếng Anh ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và em đang sống với gia đình ở tỉnh Bình Dương. Vinh là đi dạy lâu chưa? Hôm nay em dạy là hơn 10 năm rồi chị. Hơn 10 năm rồi. Ủa vậy trước đó thì mình làm gì nè? Khi mới ra trường thì em cũng có làm ở bên ngân hàng. Một thời gian ngắn thì em thấy mình có năng khiếu tiếng Anh cho nên em chuyển qua dạy tiếng Anh. Dạ. Hiện tại là Vinh sắp sống với ai? Dạ, hiện tại em đang sống cùng với ba mẹ ở Bình Dương. Bình Dương là ở đoạn nào? Ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương chị. Vậy cũng gần. Gia đình mình đông anh chị em không? Gia đình em thì có ba anh chị em là con trai giữa. Trước em thì có anh cả và cuối cùng có em gái út. Thì cả anh cả em và em gái út thì đều lập gia đình. Dạ, giờ còn có mình nên mình thôi ha. Rồi ngoài cái thời gian dạy đó là mình dạy giờ hành chính hay là sao? Em dạy trong trường giờ hành chính hả? Em dạy tiếng Anh trong giờ hành chính, rồi ngoài giờ em có xin dạy thỉnh giảng thêm ở trường đại học nữa, cũng trong khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là một số trung tâm ngoại ngữ bên ngoài. Coi như là cũng full lịch hết trơn rồi. Bây giờ có bạn gái, có thời gian đi chơi dành cho bạn gái không nè? Dạ, riêng về thời gian thì có, cuối tuần em vẫn còn thời gian rảnh để em đi Rồi, chơi bạn là gái. vẫn còn cuối tuần ha, tưởng đâu thầy giáo làm kín hết trơn luôn rồi. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em là một người chân thành, có thể là tự tin nói trước đám đông, và em là biết quan tâm đến gia đình cũng như là những người xung quanh. Còn điểm yếu của em là có tính hơi bốc đồng. Rồi, giờ chào em gái bên đây nha. Em tên là gì? Đầu tiên em kính chào quý vị khán giả. Thứ hai em chào chị Tường. Thứ ba em chào anh trai bên kia ạ. Dạ em tên là Trần Phi Oanh. Năm nay em 37 tuổi. Dạ em cũng là giáo viên. Vậy hả? Mình giáo viên dạy môn gì nè? Dạ em dạy môn ngữ văn à. Mình là dạy ở đâu? Dạ em đang dạy ở trường trung học phổ thông ở quận 4 à. Quận 4, quê mình là ở đâu cưng? Ở đâu quanh? Dạ em sinh ra em lớn lên ở quận 4 luôn à. Rồi người thành phố luôn ha. Dạ. Mình làm giáo viên lâu chưa? Dạ em vô nghề từ năm 2008 tới giờ. Cũng lâu quá ha, Dạ. thâm niên bộn ha. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì quanh nè? Có thể nói em là người có trách nhiệm. Thứ hai là em sống rất chân thành, tình cảm với mọi người. Còn nếu mà nhược điểm của em thì khá nhiều. Nổi bật lên có thể đó là em hơi nóng tính. Nhưng mà sau này thì em cũng có cố gắng kiềm chế cái sự nóng tính của mình rồi. Rồi cái thứ hai nữa, nhược điểm của em là em cũng hơi bị theo người ta nhận xét á, là nếu như bề ngoài thì em hơi bị lạnh lùng tí xíu. Rồi cái thứ ba nữa là em hơi bị kỹ tính á, ví dụ như đồ đạc của em ở đâu thì cứ để nguyên ở đó giùm em. Nếu như muốn em dọn dẹp di chuyển thì nói em tiếng vậy thôi à. Cũng như anh nói á, thì cuối tuần là tụi em cũng có thể rảnh được. Với lại quan trọng á, muốn rảnh thì tụi em sẽ tự sắp xếp để rảnh nếu muốn gặp nhau à. Còn giờ đi dạy là em dạy giờ hành chánh hay là sao? Chứ gì ngữ văn thì chị nghĩ là đâu có dạy thêm gì nhiều hả? Giờ làm cố định của em vẫn là giờ hành chánh. Còn nếu như mà cuối tuần á thì có thể là như hôm nay thì em có thể em xin thỉnh giảng ở trường trung cấp nghề. Cũng đi dạy thêm nữa. Dạ. Còn cuối tuần chủ nhật hẳn luôn thì có thể là em đi dạy kèm gia sư à. Trời ơi, cũng đi tùm lum vậy đó hả? Dạ Cũng đúng đâu rồi. có thời gian đâu ha. Tôi tưởng đâu là thầy cô giáo là cũng có được thời gian rảnh rỗi, ai về cũng bận tính rồi. Dạ. Rồi, mình hiểu vậy rồi. Bây giờ đi tìm hiểu một chút xíu vô tình trường của hai thầy cô giáo này coi sao nha. Thầy giáo thì tình duyên sao nè? Tình trường của em thì trải qua hai mối tình. Một mối tình thì xảy ra hồi sinh viên, thì khi đó thì em có yêu một bạn học cùng khoa luôn. Đến gần năm cuối á, thì em nhận được tin là bạn ấy bị bệnh và mất. Ủa là sao mà bệnh gì mà mất nhanh vậy em? Là trong lúc thời gian 4 năm quen thì mình là không có phát hiện bệnh gì hết. Lúc đó thì em không có phát hiện được, có thể là bạn đó không có nói. Và sau đó thì em mới nghe mấy bạn bè nói là bạn hơi bị tim. Trong lúc mà em đi mùa hè xanh về, em biết bạn đó bệnh này đang nằm bệnh viện, thì em cũng có đến thăm bạn ở bệnh viện, nhưng mà như vài tháng sau thì bạn cũng mất. Cái lúc mà bạn ở bệnh trong bệnh viện là đến, nhưng mà lúc đó là hai người vẫn đang còn quen nhau mà đúng không? Dạ có. Và bạn nó cũng không chia sẻ gì luôn. Em vô bệnh viện thì bạn đó cũng yếu rồi. Dạ, cũng không có nói được nhiều. Mong muốn bằng một người bạn đời của em, nhất là có sức khỏe, có công ăn việc làm ổn định, vậy là đủ rồi. Đúng rồi. Dạ. Về ngoại hình mình có tiêu chí gì không em? Nếu cần thì bạn nữ cũng nên cao một chút để đứng để có thể cân xứng. Em cao bao nhiêu? Thôi bộ cao dữ à. Dạ em cao 1m75. Có cái điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Điều em không thích ở người phụ nữ nó là tính nhiều lúc hay than phiền trong việc, nó cứ đem công việc vụ cỡ cơ quan về có gì mà buồn phiền đem về nhà rồi nó thắc mắc càm này. ràm Dạ rồi càm này ràm. ha Dạ đó. Dạ ông, nhưng mà thật ra cũng thông cảm mà, phụ nữ vậy ta thương mình, đi đi làm về nhà có chồng có cái gì ta kể chồng nghe thôi, chứ đâu cũng đâu phải trách móc rồi này cái gì. Nhưng mà kiểu cũng có người chia sẻ, giống như giờ chị đi làm cả ngày, bữa nào mệt quá thì mình cũng chia sẻ với bạn mình, trụ hôm nay em mệt quá rồi công việc nó vậy vậy này kia, cái đó cũng phải càm ràm.
Cái đó là chia sẻ. Dạ. Ngộ lắm, yêu thương thì cái gì cũng được á, mà tao không thương được cái gì cũng không được. Dạ. Khi thương cháu cũng tròn, mà khi ghét cái bộ hồn cũng méo. Anh nào mà thương mình là bữa nay đi làm sao em vui, không có chuyện gì không kể anh nghe, thấy không? Dạ. Còn đã không thương rồi á, trời không nhiều quá mệt quá, nhức đầu quá, đúng không? Dạ. Khó nói lắm. Rồi quay lại với cô giáo Oanh ha. Dạ. Địa hình trường của Oanh như thế nào? Em cũng trải qua hai mối tình, thì em quen cái anh thứ hai cũng đồng nghiệp với em, nhưng mà khác trường. Thì anh đó với em quen nhau khoảng được 8 tháng. Ừ. Nhưng mà có chia thành hai giai đoạn. Trời đất ơi, cái gì mà mối tình có 8 tháng còn chia hai giai đoạn nữa. Chia làm hai giai đoạn là hai giai đoạn sao, kể chị nghe coi. Hai giai đoạn thì là sau 4 tháng anh tự nhiên anh biến mất. Rồi sau đó là anh nói chuyện với em thì giống như là tụi em có hàn gắn lại. Và sau đó tụi em tiếp tục quen nhau 4 tháng sau. Thì 4 tháng sau thì có vẻ nó tương đối là nó thông hiểu hơn, nó mặn mà hơn 4 tháng đầu. Nhưng mà đến lúc mà bên ba mẹ của anh chuẩn bị qua gặp má em, không biết anh suy nghĩ cái gì đó, anh nhắn tin anh chia tay em. Rồi sau một cái khoảng thời gian này thì em cũng có qua lại nói chuyện với mẹ ảnh. Tại thật sự là mẹ anh cũng rất là quý em. Em cũng quý bác lắm. Thì mẹ anh cũng nói là nó cũng đâu có quen ai đâu. Đã đồng nghiệp luôn đó. Cũng dạ, đồng nghiệp luôn đó. Hai bạn đều đồng nghiệp hết. Quen toàn đồng nghiệp không ha. Rồi chuyến này cũng đồng nghiệp nhưng mà không biết ổn không à. Khổ dữ vậy trời ơi. Tao bất quá tam ba bận. Mày hỏi thiệt là em có ngại quen thêm đồng nghiệp nữa không? Dạ không ạ. Không hả? Dạ, nghề nghiệp nó cũng chỉ là một cái cần câu cơm thôi mà chị. Nó cũng không có quyết định cho cái tương lai của một mối quan hệ à. Mà xưa giờ giống như nói em là nhất nghệ tinh nhất thân vinh nha. Là lúc đi học là tới giờ là một cái nghề giáo này thôi đúng không? Dạ, mình có suy nghĩ gì những cái hướng tương lai của mình như thế nào không? Bây giờ thật ra trong lòng em là em rất là thích kinh doanh. Dạ. Thì hồi trước khi mà bùng dịch thì em có kinh doanh nhỏ nhỏ một tí xíu bán online. Dạ, là em bán bánh tráng cho học trò em. Trời ơi, cô giáo kinh doanh dữ ha. Đối tượng kinh doanh là qua nhóm cho học trò luôn ha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Em muốn tìm một đối tượng để các em kết hôn. Em chỉ cần anh á, về ngoại hình thì em không cần ngoại hình quá đẹp. Còn về tính cách á thì em cần một anh là có trách nhiệm. Nếu như anh có yêu thì anh nói rằng yêu. Còn nếu như anh chưa kịp yêu em thì anh cứ nói thẳng với em. Thì cái lời thẳng nó vẫn dễ chấp nhận hơn. Nói chung mọi thứ nó cũng tùy cái duyên à. Dạ. Mỗi người có một cái duyên, có một cái số phận hết trơn rồi. Dạ. Được chưa chắc đã thành công, mà chưa được cũng chưa hẳn là thất bại. Dạ. Đúng không ạ? Mọi thứ nó có cái duyên số hết, tùy theo cái phước phận của mình ha. Tới đâu mình hưởng tới đó, miễn mình sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Hy vọng ngày hôm nay sẽ kết nối được cho hai thầy cô giáo lại với nhau. Chứ còn tường cũng đâu có dám nói được điều gì, đúng không? Mình cũng đâu có biết được cái cảm xúc của hai bạn là như thế nào. Thế thì bây giờ tình duyên rồi, mọi thứ rồi, bây giờ mình chơi đoán thử nha. Giờ trên tay chị Tường là hai cái điện thoại ha, đã cài đặt sẵn cái app là Speak Couple. Trong này đã có hình ảnh sẵn của anh Xuân Vinh 39 tuổi và bạn Phi Oanh 37 tuổi. Bây giờ hai bạn hãy nhìn vào ảnh này và lướt để mình đoán xem Phi Oanh là ai, Xuân Vinh là ai. Đây, nửa đi. Đó, Phi Oanh. Rồi, nửa đi, ai là Phi Oanh? Bây giờ mình đang nói chuyện với ai? Cô giáo dạy văn. Nghĩ tới cô này. Nghĩ cô đó hả? Lý do sao là chọn cô đó? Bởi vì em thấy nếu mà làm nhà giáo thường là sẽ dành thời gian cho công việc, cho đứng soạn giáo án là giảng dạy này nọ, cho nên thường cái vẻ đẹp nó sẽ không như ban đầu, có thể là nó một chút nó thay đổi một tí. Rồi em thử thí dụ như cô đó thì đâu hoặc là một sự lựa chọn thứ hai em cũng có thể chọn đó là cô gái này. Lý do sao chọn cô đó? Bởi vì em nghe giọng nói thì em có cảm tính. Đoán ha. Rồi bên đây đoán anh nào? Ban đầu là em đoán anh này. Nhưng giờ chắc em dừng lại ở anh này. Lý do? Tại vì ban đầu em đón anh này thì nghe về cái nghề nghiệp của ảnh. Thì em nghĩ là phải có một cái sự đạo mạo tí xíu. Trong quần áo chỉnh chu, trong trang phục. Dạ. Nhưng mà em nhớ lại là anh có nói là anh cũng hơi bốc đồng một tí xíu. Thì em đoán từ anh này. Tại cái gương mặt của anh vẫn còn một tí nào đó cũng hồn nhiên tí xíu, trẻ tí xíu. Baby xíu ha. Dạ. Rồi hay quá, thầy cô giáo phân tích. Ai phân tích cũng hay hết trời á. Nãy bên đây nãy nói cao mét 75 rồi vậy. Đoán thử bên này cao nhiêu. Em đoán bạn nữ cao khoảng 1m62. Cao thử, 1m62. Thôi đừng đoán nữa, đoán quá thành thầy bói mù quá. Bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về cái cổng Speak Couple này nha. Vậy Tường sẽ mở cửa ra cho các bạn xem bữa nay cái sự phán đoán của các bạn có trúng hay không nha. Rồi, xin mời thầy giáo và cô giáo. Rồi, chào em. Chào anh ạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Chúc em nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Dạ, em cũng có một tí quà em gửi anh làm kỷ niệm buổi ban đầu à. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ. Trời, cô giáo Văn nói chuyện nghe thấy thương không, tí quà mà kỷ niệm buổi ban đầu nữa. Rồi, cảm giác đầu tiên của em như thế nào về thầy giáo ngồi trước mặt với cái sự chọn lựa của mình? Em sai. Là cái hình đầu tiên em chưa chấm vô anh đó. Dạ. Rồi, khi mà gặp người thật thì không biết là cảm xúc hôm nay của em như thế nào? Anh cho em cái cảm giác đầu tiên từ cái ánh mắt của anh, từ cái nụ cười của anh thì ấm áp, có cảm giác an toàn. Rồi còn thầy giáo thì sao? Mình cũng rất quớt luôn ha. Hai sự lựa chọn cũng không đầu vô đâu hết. Dạ. Nói chung mặc dù dự đoán không chính xác nhưng mà qua lần gặp trực tế với em thì anh cũng thấy là em có một sự chân thành. Dạ. Trong cái
mối quan hệ. Thì hy vọng là anh sẽ đón nhận được sự chân thành này mãi mãi từ em. Trời ơi, tôi nghe hai thầy cô giáo nói chuyện tôi thấy thương gì đâu, thấy nó dễ thương gì đâu á. Bây giờ thì Tường sẽ vào trong một xíu, dành nơi này cho hai bạn để hai bạn tâm sự với nhau, dùng một cái bữa cơm thân mật mà chương trình dành cho hai bạn. Theo anh, ba yếu tố chính để tạo nên một mối quan hệ là gì ạ? Thứ nhất đó là sự chân thành trong mối quan hệ, thứ hai đó là cái đạo đức trong cái lối sống của mình. Yeah. Đó. Cuối cùng đó là trách nhiệm. Trung thủy ngoài sự chân thành, trung thủy phải đi kèm với trách nhiệm trong cái công việc mình làm, cũng như là trong công việc nhà, cũng như trong công việc gia đình, công cơ quan. Dạ. Lúc anh là vậy. Dạ, em đồng quan điểm với anh ạ. À. Cảm ơn em. Dạ, em mời anh. Bên anh có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, em sẽ cư xử như thế nào khi cãi nhau và sau đó là gì? Dạ, thì thường á, nếu như là em xác nhận người đó là người yêu của em và nếu là người chồng của em thì chắc chắn là em phải có sự tôn trọng. Nếu như bất đồng quan điểm thì em vẫn nghĩ là phải nên cố gắng bình tĩnh, ngồi xuống để mà nói với nhau. Có thể là nói giọng hơi lớn tiếng cũng được, nhưng vẫn là nói chuyện. Còn nếu như lúc bấy giờ mà không bình tĩnh được nữa thì có thể là em sẽ chủ động em làm một cái việc gì khác, để khi mà cái cảm xúc của em nó ôn hòa lại thì em sẽ nói chuyện với anh. Nhưng mà chốt lại vấn đề vẫn là nói chuyện với nhau để chúng ta tìm cách giải quyết. Rồi, cảm ơn em. Em còn một câu hỏi bên đây em xin dành cho anh à. Theo anh, có nên công khai mối quan hệ tình cảm của cả hai cho gia đình, bạn bè và cho mạng xã hội không? Thì khi mà anh nghĩ mối quan hệ chín mùi, dạ, thì nơi mà công khai đầu tiên nhất chính là gia đình. Đó, bởi vì gia đình là ba mẹ là người đã sinh ra nuôi dưỡng ta, cho nên anh sẽ công khai cho gia đình trước. Dạ. Sau đó là tới bạn bè, dạ, bạn bè người thân. Nếu vậy thì anh có thể cho em hỏi anh thêm một câu nữa không ạ? À? Dạ, tại vì em nghe câu trả lời của anh là bất cứ việc gì cũng đặt gia đình lên trên hết. Thì dạ, còn nếu như một khi mà xảy ra bất hòa giữa mẹ anh với lại vợ anh thì anh sẽ xử lý như thế nào ạ? À? Đây là câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà trả lời cũng rất là, nói chung là cũng cần một cái sự khéo léo. Dạ. Thì nếu mà anh gặp phải một cái trường hợp như em nói thì thứ nhất là anh sẽ cần một cái khoảng thời gian để em và mẹ anh bình tĩnh lại, suy nghĩ vấn đề. Bởi vì khi mà cả hai mà đã có mâu thuẫn thì mà mời cả hai ngồi cùng lại rồi mình đứng ra phân giải thì chắc chắn là không thể được, không phải thành công đó, sản xuất. Cho nên điều anh cần đây là một cái sự bình tĩnh, một cái khoảng thời gian lặng để cả hai bình tâm. Sau khi cả hai bình tâm và sự bình tâm rồi thì anh sẽ gặp riêng em để anh hỏi xem em có những cái gì trái lòng như thế nào. Còn rồi sau đó anh sẽ gặp riêng mẹ anh sẽ xem coi mẹ của anh có suy nghĩ như thế nào. Rồi sau đó anh sẽ gặp chung hai người lại. Nghĩa là nơi anh là không có suy nghĩ là không có phân biệt đối xử. Dạ, dạ. Dạ, nghĩa là anh hiểu ý em. Anh hiểu ý em. Gì tôi nghe học thạc sĩ rồi luôn hả? Dạ. Nãy giờ tôi hỏi quá trời rồi, có đoạn học thạc sĩ đoạn nào không, đoạn nào không kể tôi nghe. Dạ, trong cái đoạn mà em chia tay anh thứ hai cho đến bây giờ là em không quen ai, là lúc đó là em đi làm với em đi học. À. Là tay phải nuôi tay trái. Trời, vậy cô gái cũng còn cầu tiến dữ ha. À, thì không biết là tôi muốn nghe trên chương trình xem là những cái suy nghĩ của những người làm trong ngành sư phạm thì có những cái suy nghĩ như thế nào so với những người khác. Đó là về cái chủ đề sống thử, thì không biết là hỏi cô giáo trước đi nha. Trên tư cách cá nhân thì em không bao giờ em nói là em phản biện hoặc em cổ suý hết. Em đứng trung lập theo cái quan điểm riêng của em. Là em không có đồng ý với cái sống thử. Vì sống thử ở đây giống như mấy bạn cứ bào chữa bằng cách nghĩa là dọn về nấu cơm chung. Thì như vậy thì hai chị em gái có thể được, hai anh bạn trai có thể được. Nhưng mà một nam một nữ thì em thấy là không được. Một nam một nữ thì em thấy là không được. Lý do thứ nhất á là cái gì cũng vậy, mới mẻ thì mình còn muốn tìm hiểu lẫn nhau, còn một khi đã quá quen nhau rồi thì nó sẽ đâm cá chán. Mà một khi đã chán thì nó sẽ kéo qua cái vấn đề thứ hai, vợ chồng ở chung với nhau thì còn có sự ràng buộc với gia đình, ràng buộc với pháp luật. Thì cái sự chán đó không còn tình nó sẽ chuyển qua còn nghĩa, không còn tình nó sẽ chuyển qua còn nghĩa để mà có thể sống với nhau. Còn ở đây hai bạn trẻ này là hoàn toàn là không có sự ràng buộc luôn, thì mâu thuẫn nó sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Rồi cái thứ ba, em nghĩ là sống thử thì phần thiệt thòi luôn luôn thuộc về nữ. Ví dụ như là anh con trai đó ghé thăm bạn gái, hàng xóm láng giềng thấy, người ta vẫn chấp nhận, à đây là người yêu, người ta tìm hiểu nhau thôi. Còn một khi mà anh con trai đó xuất hiện ở nhà đó vào một buổi sáng thì như vậy cái tiếng dèm pha nó cũng sẽ rất là nhiều. Mà ở đây là không phải dèm pha cho bản thân mình mà còn tiếng đời cho gia đình mình nữa. Thật ra cũng có rất là nhiều người đến với chương trình đưa ra cái quan điểm của mình. Có những người là đồng ý, có những người là không đồng ý, nhưng mà để gọi là phân tích lý do tại sao không đồng ý thì rõ ràng là ngày hôm nay cô giáo đã phân tích rất là mạch lạc. Thì đây cũng là một cái ý kiến mà chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ trước khi chúng ta quyết định cho cái cuộc đời của mình, đặc biệt là với những bạn trẻ. Rồi bây giờ chúng ta nghe ý kiến của thầy giáo như thế nào. Thì đối với em thì vấn đề sống thử thì đây cũng không phải là vấn đề gì nó mới mẻ, và cái đề tài này em cũng từng đưa vào cái đề tài là dạy tiếng Anh luôn. Đó, và để xem cái suy nghĩ của các bạn học trò của em như thế nào. Thì đa số thì các sinh viên thì bây giờ lối sống thì nó cũng thoáng rồi, cho nên mấy bạn nói là có thể là sống thử với nhau được, nhưng mà đừng có gây nên những cái hệ lụy, ví dụ như là sinh con ra những cái đứa con hay gì đó rồi sau đó rồi phá thai như thế nào đó, rồi để lại trách nhiệm cho gia đình gánh vác.
đó là một điều không nên. Cho nên em thì cũng ghi nhận thông tin từ các học trò thôi, và đứng ở vai trò em là một giáo viên thì em chỉ khuyên học trò là pháp luật không cấm các em sống thử, nhưng trước khi các em đến với nhau thì các em nên có một cái sự tỉnh táo trong cái suy nghĩ của mình. Mình cân nhắc xem với cái độ tuổi mình như vậy, có chưa có công việc như vậy, còn sống lệ thuộc vào gia đình như vậy thì có nên sống thử với bạn nữ hay không. Và nếu như ngoài sự mong đợi xảy ra, ví dụ như là có một đứa con đi, thì bạn có sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm nuôi đứa con đó hay không, trong khi bạn là vẫn còn là ngồi trên ghế nhà trường, chưa có tài chính ổn định. Đó là những cái ý kiến mà các bạn trẻ nên suy ngẫm nha. Bây giờ mời hai bạn hãy nắm tay nhau qua cái cửa của cái ô cửa của chương trình, nắm tay nhau 30 giây thôi rồi nhìn thẳng vào nhau nhé. Hai bạn có thể hãy nói lên cái suy nghĩ của mình. Rồi mời thầy. Dạ, em xin phép nói trước. Thì vẫn là như ban đầu em nói với chị Tường, với anh, là rút kinh nghiệm của em từ cái mối tình của anh thứ hai. Thì em vẫn chỉ là yêu cầu là bạn có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một đường cho xong. Anh thì không có điều gì khác hơn là chỉ hy vọng là cái sự chân thành của anh cũng như là những cái tính khác mà sau này em sẽ biết được, nó sẽ là duy trì được cái mối quan hệ của em. Với lại nếu ví dụ em có những cái sai phạm gì mà trong cái mối quan hệ với anh và em hôm nay bắt đầu, thì cũng xin là được anh chị dạy cho. Vì sao thì về tuổi đời hay tuổi nghề hay bất cứ gì em vẫn cảm thấy em vẫn còn nhỏ. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi, mời hai bạn ngồi xuống nha, những cái chia sẻ cũng rất là chân thành. Và bây giờ là phần quyết định của các bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm của hình trái tim nha. Sau 3 tiếng đếm của các tường, nếu như đồng ý hẹn hò và cho nhau cái cơ hội thì mình bấm nút. Còn nếu không đồng ý thì mình có quyền lặng lẽ lấy tay của mình ra. Rồi. Anh thì không có điều gì khác hơn là chỉ hy vọng là cái sự chân thành của anh cũng như là những cái tính khác mà sau này em sẽ biết được, nó sẽ là duy trì được cái mối quan hệ của em. Và 3. Yeah. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều nha. Mời cô giáo thầy giáo qua đây. Tôi phỏng vấn thêm câu này nữa, phỏng vấn câu thầy giáo mới được nha. Bây giờ tôi hỏi thầy một câu, hồi nãy thầy đòi là cao 1m65, bây giờ cổ cao có 1m45, tại sao thầy lại bấm nút? Đôi khi quyết định này cũng có thể linh hoạt một tí. Linh hoạt. Trời ơi trời. Nếu mà có hai câu này hay nha. Vậy thì cái điều gì ở quanh mà cảnh làm cho em có thể là rung động mà mình lại chọn bấm nút? Thứ nhất là do nhất cái tuổi của em thì nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên cũng có những cái trải nghiệm nhất định trong đời. Đối với em bây giờ thì cái sự ổn định là ưu tiên hàng đầu của em. Cho nên em cũng không muốn đặt ra nhiều cái tiêu chuẩn gì hết. Em sẽ hài lòng với những gì mình có ở hiện tại. Thế rồi còn quanh, cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào? Dạ, trong suốt thời gian mà trò chuyện với anh thì em cũng có nhìn anh, thì em thấy em vẫn nói là anh cho em cái cảm giác là anh chín chắn, anh có trách nhiệm, là một người đàn ông an toàn, ấm áp. Cảm ơn hai bạn, chúc cho hai bạn có một khoảng thời gian tìm hiểu và hẹn hò nhau thật là thú vị. Nhưng mà quà là gì vậy cưng? Dạ cái bóp à. Cái bóp đúng không? Bây giờ tại sao lại tặng bóp vậy? Thanh nói nghĩa coi. Dạ tại vì em nghĩ là cái bóp á thì em luôn nghĩ là tặng cái món quà đó để cho người bạn của mình á, là luôn giữ trong người, mỗi lần nhìn thấy đó là con luôn của em là nhớ tới em liền, nghĩ dạ, tới em liền đúng không? Ý em phải nói tặng cái bóp là muốn giao toàn bộ của cải tiền bạc của em cho vợ luôn. Dạ cũng vậy cũng được anh. Nói vậy đi. em nghĩ là người phụ nữ mà cầm tiền bạc thì sẽ tốt hơn anh. Rồi đó, bây giờ mình mở quà của bạn gái ra coi là gì. Dạ cái món ăn này. Dạ cũng có lá thư anh đọc. Dạ. Em mở em. Giống ngày đi coi mắt hai đứa bối rối. Sao cái gì sao quăng sao quăng. Rút ra mà rút không được. Ừ. Cứ rút ra rút vô hoài. Rồi đó. Đọc đọc cái gì trong đó coi. Đọc lớn lên coi Thanh. Dạ. Dạ cái này là thôi. Dạ. Này thôi. Dạ. Bài thơ anh. Thôi đọc lớn lên. Duyên do trời định, phận do trời tạo, nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Cảm ơn anh đã xuất hiện và mong hạnh phúc cho em. Và mang hạnh phúc cho em. Ok em. Cảm ơn em. Quà là gì vậy cưng Thanh? Dạ món quà là cái món ăn nha chị. Món ăn hả? Dạ. Sao lại tặng cái nói ý nghĩa cái món quà của mình cho Thanh nghe đi. Dạ món đó là. Nói với Thanh đi cưng. Dạ, món này ăn để lúc nào anh cũng nhớ tới bữa ăn với gia đình. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Đúng rồi, em rất là thích nấu ăn ạ.
nghĩa là cổ muốn là bữa ăn gia đình là lúc nào anh cũng phải nhớ tới à. Mà sở dĩ tôi ra đây tôi thấy cái món này là món tủ của ông á, anh ăn thử liền coi ngon không. Thử thì còn nhiêu giờ giao qua đây. Rối quá, hai đứa tụi nó rối quá, tôi phải làm hết vậy đó à. Đó ăn thử coi nè, dùng thử. Ừ, đúc bên kia người ta ăn trước. Cứ tự làm đó đúng không? Dạ đúng rồi. Đưa ông Quyền Linh ông kiểm định. Rồi đó mình hốt của về đi. Còn nhiêu dao để đây thử cho. Ở đây. À, để đây. Gì vậy Thanh? Dạ. Cái gì vậy? Không biết gì đâu. Hả? Không biết gì luôn trời ơi. Ăn mà không biết gì luôn. Em không nhận ra nó. Cái này là cái gì vậy? Dạ nhưng mà ngon ăn. Mà cái này là cái gì? Dạ. Cái này dạ. Là cái gì? Dạ là biết là cái món ăn. Không nhận ra món gì. Không biết món gì luôn hả? Dạ. Cái này là gì biết không? Dạ gì em đút ngay nè. Hả? Đút ngay đi để anh tự ăn cho em đút à. Mất cỡ. Đút con miếng ăn tự ăn. Anh ơi kệ ổng đi. Kệ ổng tự lo đi. Kim bắp. Kim bắp. Dạ đúng. Là Korea Hàn Quốc á. Này ăn với kim chi ha. Dạ. Kim bắp ăn với kim chi. Ngồi nổi kim luôn. Thôi, rồi thôi Thanh nè, Thanh lo nói chuyện đi nè. Chuyện lên, đây mình lo chuyện mình đi, kệ ổng đi. Ngồi đây ăn mắc cỡ lắm. Để vô thử biết bao nhiêu quả. Em có vô ghê được gặp em á. Mà anh nhìn là em xinh hơn cái tương tượng của anh từ lúc trước giờ. Thì em nãy giờ mình cũng đã nói chuyện nhau rồi. Thì em có cảm nhận gì về anh không? Anh có thể nói chuyện lớn lên cho em nghe được mà. Anh nói là nãy giờ á thì anh mình cũng đã tìm hiểu cũng đã nói chuyện ra được hết rồi, thì em có cảm nhận gì anh khi lần gặp đầu tiên không? À anh ơi, anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi luôn rồi. Đúng rồi. Cái điều đó có ảnh hưởng gì không ạ? Không, anh không quan trọng gì đó em. Nè cái mặt Thanh nó già hơn mặt em đó, em đừng có lo. Mọi người công nhận không, Thanh nó già dặn. Anh thì không có quan trọng cái chuyện lớn hay nhỏ đâu, quan trọng là cái sự hạnh phúc và về biết lo lòng ăn là ok rồi. Dạ. Anh vậy là anh sinh sống ở Bình Dương luôn hả? Anh cũng đi làm ở Bình Dương em. À, anh đi làm ở Bình Dương. À. Như vậy thì em đi làm ở Củ Chi á, và em sống ở trên quận Tân Bình đó. À. Thì một tuần mình gặp nhau được mấy lần hả anh? Khoảng một lần được không em? Một lần là vào khoảng cuối tuần hả? Đúng rồi, cuối tuần đúng không em? À. Một lần có ít quá không anh? Anh nói chung là tối đa là một lần, nếu mà tối thiểu mà tối em, thiểu là một lần. À, tối thiểu là một lần, nhưng mà anh giải trình thủ tối đa nhất có thể là rảnh thì anh sẽ qua thăm em lúc đó. Dạ nãy em không nghe anh làm nghề gì vậy? Anh làm cái công ty gỗ. Cái công việc cụ thể là anh quản lý bên chất lượng hàng hóa. Anh có nhậu nhẹ, anh có nhậu đúng không? Anh nhậu được nhưng mà anh chỉ nhậu ấy thôi, anh chỉ nhậu trong lúc mà giao lưu trong công việc thôi em, chứ ngày thường thì anh cũng không có thích nhậu lắm đâu. Như em thì em có quan điểm gì về cái hạnh phúc và cái hôn nhân không? Không, sửa sang lại, Tết nó lòi rúng rồi ra kì. Ngồi lòi rúng ra, rồi nói tiếp đi, lên hình thấy rúng bự gì. Sao nè, mình nói về cái quan niệm về hạnh phúc, về hôn nhân của mình cho Thanh nghe đi cưng. Dạ em là quan điểm của em là phụ nữ thì ở nhà để chăm sóc nấu nướng. Nói lớn lên đi, kêu người ta nói nhỏ, mình nói nhỏ rí à. Quan điểm của em là ở phụ nữ thì ở nhà chăm sóc nấu ăn để chồng về. Rồi anh dự định khi nào kết hôn ạ? Nói chung là anh dự định là sang năm em, nhưng mà anh còn quan trọng ở người bạn gái mình nữa. Nếu như người bạn gái muốn là bao lâu cũng được, anh cũng đợi được, nhưng mà theo cái anh thì anh tính là năm tới đó. À, em đi làm ở Củ Chi hơi xa, ví dụ như là em chẳng may em bị bệnh á, thì anh có sẵn lòng mà lên để chở em đi khám bệnh không ạ? Thì đó là tất nhiên rồi em. Chẳng những lên mà chẳng những lên rồi. Mà còn có thể là đi gấp không? Câu đó hay á, điều đó là dĩ nhiên rồi. Dạ, cái rồi cái chuyện đó là bản năng rồi. Cưng đừng lo chuyện đó. Rồi sao bạn trai muốn bạn gái phải ghen đó thì sao?
bây giờ em nói đi, em nói em kiểm soát là kiểm soát cỡ nào để cho Thanh coi như là Thanh có đồng cảm được cái điều đó hay không? Dạ, ví dụ như hàng ngày anh có chuyện gì xảy ra anh có thể nhắn tin cho em được, nhắn tin trao đổi với nhau được em. Anh nói chung anh cũng muốn điều đó mà, nói chung là cứ nói chuyện gặp nhau rồi nói chuyện qua tin nhắn rồi nhiều hơn. Đó là sự quan tâm đúng không? Dạ. Quan tâm bằng tin nhắn, một ngày nhắn bao nhiêu tin nè, nói nó dung phải không? Nói chung là em không có ngại cái người bạn gái mà phải nhắn tin nhiều đó, đừng có sợ cái điều đó làm phiền, em rất là thích cái đó. Sao có người có nhiều người ta sợ phiền ta? Em không có nghe sợ điều đó. Em nghĩ là người ta quan tâm mình, người ta mới nhắn tin nhiều thôi. Nhiều khi nhắn nhiều quá tốn tiền. Phí. Ngày nhắn vài tin được rồi, có ngày nhắn vài chục tin luôn vậy đó. À, khoảng bao lâu thì hai đứa sẽ tiến tới hôn nhân? Dạ, em thì em dự định nấu năm tới anh. Nhưng mà còn phụ thuộc vào người bạn gái nữa. Dạ, chắc em để tìm hiểu thêm một thời gian. Nhớ bạn gái tên gì không Thanh? Dạ, bạn gái tên Dung mà. Ừ đó, gọi Dung đi cho quen miệng. Rồi bây giờ quan điểm về con trai con gái mấy đứa con gì trao đổi với nhau trước luôn đi. Anh quan điểm ở trong nhà là ai giữ tiền ạ? Anh quan điểm là người phụ nữ phải giữ tiền, người vợ mà phải giữ. Vợ phải giữ. Vợ phải giữ. Rồi trong nhà có anh có chia sẻ việc nhà được việc gì với em không ạ? Có, anh thì anh cũng thích nấu ăn lắm. Anh có cái quan điểm là ví dụ như hai chồng đi làm về mệt đi, thì ví dụ như vợ nấu ăn thì chồng phải rửa bát hay là giặt giũ này, kiểu chung là vợ chồng xúm xích nhau làm thì xong công việc thì cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đó, chứ anh không thích về vậy cứ nằm bấm điện thoại hay là cái mọi công việc cứ để cho vợ làm không thì thấy gì nó không có công bằng. Dạ. Thấy gì tội với người vợ em lắm. Dạ. Nói cho cô biết đi, mình thích con trai con gái nó luôn đi. Nếu mà sanh bé thì em thích nhất là con gái. Em cũng thích con gái. Con gái thì hiện nay là chưa có em bé. Ly hôn năm. Dạ. Em với bà xã lấy nhau bao lâu? Dạ, em với bà xã em lấy nhau được 9 năm. Tại vì bà xã em bị bệnh là không có, mà vợ bà xã em là không có con ạ. À. Dạ. Rồi 9 năm rồi sao chia tay vậy Bình? Dạ thì tại lúc đó lúc trước là em đi làm ăn xa. Ừ. Dạ ở nhà thì đại khái vợ em cũng có một chút gì đó. Nó không được ấy, sao vợ em mà tự chủ động có những viết đơn ly hôn em chấp nhận em ký luôn. Dạ. Rồi coi gì vợ có chút gì đó rồi vợ chủ động viết đơn ly hôn luôn. Dạ. Thôi duyên nợ nó không còn nữa. Rồi chúng ta chia sẻ một chút xíu về đường tình duyên của mình đi nhà gái. Dạ. Em lấy chồng được một năm. Dạ. Và em ly hôn, hiện tại em có một bé trai 12 tuổi. Dạ, chị ly hôn lâu chưa? Dạ, em ly hôn lâu rồi, mười mấy năm rồi ạ. Dạ. Sao nói lớn, em ly hôn bao lâu rồi? Ly hôn mười mấy năm rồi. Mười mấy năm? Dạ, mười mấy năm rồi anh. Em với chồng em lấy nhau mấy năm? Dạ, em với ông xã em lấy nhau được một năm. Một năm à? Dạ. Có một năm? Mới mang một năm sau ly hôn vậy? Rồi ly hôn luôn? Dạ. Trời ơi. Mười mấy năm nay? Ở vậy nuôi con. Dạ. Rồi bây giờ bạn ấy ở với ai chị? Dạ, hiện tại thì bé ở với em. Với em chị. Trời ơi, xinh đẹp thế này không lẽ không có người theo em, chắc có nhiều người theo em lắm luôn á. Chắc tại duyên chưa tới. Nợ duyên chưa tới hả? Dạ. Trời ơi. Mười mấy năm nay rồi mà. Em vẫn ế đó anh. Không ế đâu em, tại em khó thôi chứ. Em gật đầu nhiều thằng theo lắm á. Vậy hả anh? Thiệt. Chị khó không? Chị khó không? Dạ. Chị có khó không? Em cũng không biết có khó không nữa. Khó không? Nhưng mà chắc lại chưa có duyên nên sao không hay thương. Dạ. Con của em là trai hay gái? Dạ con của em là trai. Con trai hả? Dạ. À giờ thí dụ mình chưa có con, giờ bên kia người ta có đứa con trai lo được không? Dạ cái đội về em thì bản thân thì em không ngại đâu. Nhưng quan trọng là hai đứa là có thương nhau thôi, chứ là còn con cái bạn gái bên có rồi con thì em cũng không ngại vấn đề đó. Bây giờ anh hỏi hơi nhạy cảm chút xíu, ví dụ như giờ hai người chịu nhau nè, rồi tìm hiểu được nè, hai người đến với nhau nè, xong rồi cô ấy dẫn con về Lâm Đồng ở với em
bán phở bún hủ tiếu này kia em có lo được cho hai mẹ con không, đủ không? Dạ em cũng chấp nhận ạ. À, chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Lo nổi không? Dạ. Không có vấn đề gì. Nổi mà. Nổi. Đúng không? À, chúng ta nói về những chuyện mới đi. Mấy những chuyện cũ chúng ta khép lại ha. Bây giờ chị là mong muốn có một người đàn ông đồng hành cùng với mình như thế nào? Em muốn có một người đàn ông đồng hành với em khoảng đời còn lại, là người đó biết lo làm ăn, biết thương vợ thương con, biết chăm lo cho gia đình. Dạ. Dạ. Còn về ngoại hình thì sao chị? Ngoại hình thì không có quan trọng lắm. Dạ. Dạ. Không, nhưng mà chị diễn tả sơ sơ đi để em qua đó em nghĩa chưa? Nói chung là người thì trung bình là được chị, không 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 có đòi hỏi nhiều. Trời ơi. Dạ. Sao mình... Dễ vậy đó hả? Dễ vậy đó. Dạ. Mà mười mấy năm à. Dạ em chào chị. Dạ em chào anh. Dạ. Sao anh nghe hoàn cảnh bên đây anh thấy làm sao? Dạ thì không quan trọng vấn đề đó chị ạ. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ không quan trọng. Nhưng mà quan trọng là coi hai đứa mà thương yêu nhau. Yêu thương nhau thôi. Dạ. Chứ đổi về con cái thì con không. Bây giờ ví dụ như chị không lên trên Lâm Đồng với anh thì giờ anh xuống dưới Bình Dương với chị được không? Được cái đó thì em chịu rồi, tại vì em còn cơ sở em mà vườn tược đồ hết rồi, rồi heo gà được cái gì mà ở trên đó hết rồi. Dạ, gì, dạ. Vậy là phải lên trên kia ha. Dạ. Ở trên đó vườn tược trồng gì vậy anh? Bình em trồng sầu riêng ạ. Nhiều không? Dạ, còn được mấy sào thôi chứ không được nhiều. Mấy sào sầu riêng. Dạ. Rồi nuôi heo rồi bán phở hủ tiếu bún này kia giỏi vậy. Dạ, mình em dạ. Đất đai được của mình hết á anh. Dạ. Nhà cửa đất đai của mình dạ, hết hả? Dạ, em có nhà riêng hết rồi đó. Dạ, trời giỏi quá trời dạ. Luôn. Giờ chỉ thiếu vợ thôi. Dạ đúng. Bây giờ anh mong muốn có một người vợ như thế nào nè? Dạ là em mong muốn người vợ là có như là người nhất là người phụ nữ của gia đình, hai nữa là người phụ nữ đó là đừng có là luộm thuộm quá, đừng có bê bối luộm thuộm á. Dạ. Thứ ba nữa là đừng có càm ràm. Dạ, chỉ có từng đó thôi, đơn giản thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Rồi, cái đó đơn giản lắm luôn. Dạ, á. Dạ em bỏ đơn giản thôi. Cô kia bên kia giỏi đó. Người ta mười mấy năm ở vậy nuôi con rồi đó. Ừ. Em nghĩ anh chị này sẽ hợp nhau. Rồi. Bây giờ mình đi với ai vậy anh? Dạ đúng rồi, đi với cả ba em, mà tại vì là mờ ba em mất, có ba em mới ra ngày hôm qua. Dạ. Dạ, dạ. Đúng cả ba với cả ông chú rồi đó. Dạ. Dạ, không sao, có chú Quyền Linh. Dạ. Nhà gái ơi, dạ. Mình đi với ai? Dạ em đi với năm bạn đồng nghiệp. Năm bạn đồng nghiệp. Dạ. Rồi, dạ em chào nhà gái. À, mình nhờ nhà gái cầm micro để mà mình giao lưu xíu. Này làm chung công ty luôn á hả? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. À. Dạ. Em là Tinh Hiền.